Rồi nghe tin. Mấy tiếng rồi còn gì nữa. Tìm được không? Không, hồi sáng ở cầu số 2 cũng có cái xác. Bây giờ người nhà muốn chắc ăn tiện với xác minh đi rồi tính. Ai nói cái số điện thoại của cái người đó đâu? Cái điện thoại ở đâu? Ờ đưa hỏi bạn ơi, ông điện cái đây nha chạy chồng. Cái đâu mà thích không mà nhanh dữ vậy? Còn xa dữ gì? Ông ở đây mà cho tới cầu số 2 chứ trời. Có gì mà lẹ dữ gì chứ. Mà nó ví dụ như trôi gì cũng phải mấy tiếng, 10 tiếng đồng tiền dữ vậy. Người có tin là tìm được cái nhà mà chưa biết sao. Để coi xác minh chính xác là như thế nào. Kêu chụp hình người ấy lên thôi là mình nhận dạng được mà. Không, cái xác nó dớt từ hồi nào á. Hôm qua 11 giờ khuya hả? Rồi, phải rồi. Rồi, có Zalo, có hình ảnh ông chụp hình gửi qua Zalo giùm em ấy. 11 giờ đêm thì đâu phải. Không, người nhà đang mấy cái này tôi dưới luôn. Nhà đang mất bình tĩnh, bây giờ anh hỏi là tại vì hôm chú đó 11 giờ là 11 giờ tối qua anh đây bảy. Đúng rồi, góp là hôm từ 11 giờ. Thì bây giờ là cái xác nó nằm ở đâu? Con nói chuyện gì mà chết quá không trời. Hồi alo anh hỏi có cái xác không? Anh có tìm cái xác không? Hỏi cái đặc điểm nhận dạng của cái người đó. Xác hay gì? Chưa thấy. Rồi nói chuyện luôn đi anh. Ở đâu nãy người ta liên hệ bên đâu anh hỏi? Hỏi gắt lại một câu là cái người đó là bây giờ cái người đó là mình phát hiện lúc thời gian nào anh? Ông đó ông trả lời là chưa thấy tại rồi. Những thông tin sai lệch. Không phải cái ông nói là gớt ở sông Lò. Gớt ở sông Lò bây giờ là chưa thấy. Không, ý tôi hỏi là nói bảo phát hiện cái xác nào mà ở dưới cầu số 2. Ông nói em hỏi là chú ơi, chú có nhận được thông tin nào nó gớt ở sông Lò? Sao chú nói cầu số 2 là sao? Nói sao? Gặp là cái người đó làm sao? Ông nói là cái quần màu xám đen là gặp cái quần thể thao. Hỏi lại cái xác đó có thấy cái xác chưa thôi. Có thấy chưa? Có thấy không? Mà có thấy cái xác chưa? Ngày qua 11 giờ ở đây với 12 giờ mới ngồi 12 giờ chưa? Là em nó mới rớt xuống không có ngã nào mà nổi lên liền. Tại em không biết con bạn này là cho ai rồi, nhưng mà nó dính không có xác chứ. Rồi ngay ngay chỗ cái đường kia đúng không? Ông hỏi tụi mẹ chứ là gặp xác rồi. Mình đây kiếm chết, mình đây đang kiếm chết. Không phải phải không? Nghe cầu xin ngát luôn đó, người thứ hai nghe cầu xin ngát. Nghe cầu xin ngát. Má xe mình chạy xin ngát gì? Chạy. 30 cây. 28, 25 cây ăn đứt. Chúng cầu phải hả? Mà dớt thì hôm 11 giờ rồi dớt thế nào? Mười một giờ chưa dớt. Nhưng mà em có hỏi là anh có nhìn thấy cái xác chưa? Không dớt cái đầu voi á, mà chưa nhìn thấy. Chỗ 2 xa lắm chứ, gần đâu 25 cây. Trời ơi, cái này ổng ngồi nằm ở đây nè, đi đâu mà đi.
ổng nằm ở khúc này nè, từ đây đây đẳng chừng cả 300 mét. Nếu có người nhà mình chửi người đi dưới thôi. Ngày biết nè, ngày nè, ngày đi chung nè. Đừng là anh đi, anh đi mình lên hết sao chị? Đi có mình lên hả? Ê. Đang điện thông tin đó. Sắm đèn luôn hả? Một bộ một phải không? Thấy rồi mà mới phải không bác? Thì ở ngoài dưới tay năm kìa. Phải không? Phải không? Có thể dùng cái lưới nè. Ta thấy người ta thấy có điện thoại trên cổ không? Màu xám nè, cái Phương hỏi ông có mang cái điện thoại trên cổ không? Hình chụp hình ra anh thử coi. Anh ơi. Anh có nhìn thấy cái xác chưa? À, hiện tại bây giờ anh đang ở đây. Vớt cái xuồng hay là vớt cái xác? Bây giờ muốn rồi mặc cái áo màu gì, hỏi cái áo màu gì, bây giờ hỏi sao có biết không, có cái họ không biết thấy không, không có nói lại thôi, người này chỉ nghe nói lại thôi. Bây giờ nghe rồi, bây giờ hỏi ông có điện thoại, ông có điện thoại cái móc cổ không, hỏi không được, không mà không mở nó coi, không ai coi, coi có đúng không, có phải không, đấy nè. Ô sao người ta chưa vớt lên à? Tại vì cái xin á này nó chụp buổi sáng nay nè. Có người trôi dưới cầu xin á nè. Cái đó mấy giờ vậy anh Minh? Lúc từ lúc mà đăng lên lúc 10 giờ mấy sáng. Ờ xin á, 10 giờ mấy cầu gạch giá 2 đúng không anh? Nó có mới có 10 giờ 2 hôm qua đó nha. Hôm qua anh Vĩnh có 12 tiếng không đóng về cầu nữa. Phải không? Rồi không phải rồi nha. Mới đây chứ không nổi. Vớt. Nó 11 giờ trưa hả? Vớt được 11 giờ. Cái ông này vớt được 11 giờ 30. Đồng 6 cảnh đó để em mua. Rồi đó là mở đưa nổi lần nước luôn rồi. Im 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 định luôn rồi. Im đi để lấy. Mà cái đen áo vải nữa, có bung nữa. Sáng có nói nè, có vớt không phải. Không phải đâu. Bạn bạn cho xin số cái để chạy. Bạn im lặng, im lặng. Ê cho im lặng chút đi. Có từ nãy giờ em đợi anh đọc nè. 039. Được. À, dạ chú ơi, cho con hỏi chú hồi sáng mà con nghe nói là chú điện thông báo cho người ta là vớt được cái xác ở cầu số 2 phải không chú? À rồi 4 giờ chiều ở cầu số 2 đúng không? Dạ dạ, bây giờ cho em hỏi anh có thể liên lạc với người nào gần đó chụp giùm em hình cái bộ đồ được không? Để cho người nhà nhận diện á, tại vì ở dưới này người nhà đang tìm kiếm ở dưới khu vực này, ở dưới hòn đất anh. Rồi, có số Zalo anh để em kết bạn với anh ha. Để số này đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Các bạn coi hình đó phải. Trời lên phần dưới kinh hoài á. Dưới kinh chỗ nào? Đây coi xuống.
đang trôi xuống hả? Giữa kinh chảnh đó hả? Nước còn có cái, chút xíu à. Cái gối nó trôi ở đâu quằn quặn đâu là nằm ở đó đó. Đang trôi nó có quằn đâu. Đang trôi hả? Trôi bèn bèn bèn. Nó trôi mà chỗ nào nó quặn lặn quặn lặn quặn là nằm ngay đó đó. Sợ anh nuôi anh, người ta chích trôi ta, ta làm gì không đó. Ta chỉ đó, mấy người già già ta chỉ đó, ai biết đâu. Xin chú học hình gửi hình qua phải hay không cũng hy vọng là gặp thành. Cái tuổi tới đời thời nó nổi nó hơi nổi thôi chứ không phải là cái gì tới thời lấy cử là nó nổi bún dịn vô ừ xa quá bị bể hết rồi dạng dạng anh vô nhỏ rồi chứ bự quá thành nó dạng hành công nãy luôn hình chắc cũng khó coi đi quá giờ nổi cao rồi vậy là chứ không phải rồi. Không phải cái này quá sình rồi quá cao rồi hình bụng luôn rồi là nó rất lâu rồi mà cái áo không phải rồi nói chung là cái áo nó màu sắc nó sắc đen rồi sâm đen. Đen cũng giống giống màu này nè. Về chắc người ta về rồi. Không biết được có nhà dẫn chưa thì để anh công an bây giờ là người nhà nó hỏi bây giờ là giao nhờ anh công an liên hệ giúp em. Chắc đúng rồi. Đúng rồi, những cơ quan chức năng ta liên hệ dễ hơn. Cơ quan chức năng họ liên hệ rất dễ. Đi ra hỏi đi. Anh Hương. Dân thì mình giống như là thông tin rất nhiều rất là nhiều. Có cơ quan chức năng ở đây người ta hỗ trợ. Vợ không có biết đi đâu giờ bạn không có hỏi được gì đâu.